Chào tất cả quý hàng nha Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 4 Của khu công nghiệp và đô thị BKM Trần Thành Bình Phước Ngay ngày hôm nay quý vị ơi Trọng Thơ cập nhật cho chúng ta tình hình hạ tầng của BKM Và trục đường mà Trọng Thơ đang đứng đây ạ Là trục đường D5 với lộ giới rộng 25m Và những cống thoát nước của BKM chúng ta có thể thấy ạ Cực kỳ lớn như vị Với đường kính của đường à, à, cống này quý vị ạ Với đường kính của cống này là phải 2m2 2m2 Và khi người à, như Trọng Thơ đi vào đây là không có đụng đầu nha vì trọng thơ thấp lắm chỉ có mét sáu mấy thôi và đây là chạy thẳng chúng ta ra giai đoạn 2 của BKMX và di chuyển chỉ có 400 m thôi nha là tới trung tâm chợ Minh Thành này tới uh, ủy ban nhân dân phường tới trường học và anh cameraman có thể dùng đó, vị trí đất này đó, chúng ta di chuyển ra tới nhà dân rất là gần những vị rất là gần và đằng sau lưng của chúng ta chúng ta thể thấy ạ sau lưng của chúng ta là những hệ thống cống là những hệ thống cống của BKMX đã được thả tại khu vực này. Ống nước sạch, ống nhựa tiền phong, một trong những ống nhựa mà chất lượng nhất tại Việt Nam đang được sử dụng cho hệ thống hạ tầng của BKMX. Và bên tay trái chúng ta, bên tay trái men thì là chúng ta di chuyển ra đường Hồ Chí Minh với lộ giới rộng 72m. Theo trục đường Hồ Chí Minh, à, chúng ta sẽ phải, chúng ta sẽ về Đức Hòa, Đức Huệ, Long An và hướng ngược lại chúng ta đi Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và đi các tỉnh miền Bắc nha quý vị. Và ở đây trường Cao đẳng Bình Phước với thiết kế 13 tầng đã xây dựng xong và chuẩn bị cho đi vào hoạt động. Đặc biệt hơn nữa, đường này chúng ta di chuyển là Quốc lộ 14 ạ. Đó, camera có thể quay bên này. Chúng ta di chuyển là Quốc lộ 14 là những căn nhà mặt tiền đường Quốc lộ 14 đang sống san sát ngoài kia. Và mặt tiền đường Quốc lộ 14 cũng là trung tâm hành chính của thị xã Trần Thành với một vị trí nằm kế công nghiệp nằm giữa chợ Minh Thành và trung tâm hành chính của thị xã Trân Thành cách ngã tư Trân Thành nơi giao nhau với quốc lộ 13 và quốc lộ 14 chỉ 2,5 km và đặc biệt là kế công nghiệp khi đầu tư tại khu vực này thì chúng ta được hạ tầng chuẩn Singapore của BKM chúng ta được là được đất ở đô thị nằm tại thị xã Trân Thành tỉnh Phước liên hệ ngay trọng thơ qua số điện thoại 0962 854 858 nhanh tay gọi cho trọng thơ trọng thơ dẫn đi xem đất xem pháp lý của BKM và chúng ta tìm cho mình những vị trí đẹp nhất lợi nhuận nhất và đầu tư tốt nhất tại bkm trần thành bình phước hẹn gặp lại quý hàng tại bkm trần thành gặp trọng thơ xem đất và chốt nhà quý vị